Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Trời ơi, không lẽ nào đây là sự thật? Trời ơi, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Hello Sơn Ngố, chào cả nhà. Nãy Hiếu ấy ôm máy điện Sơn Ngố và Hiếu ấy rủ mình đi quay clip. Mà bây giờ mình buồn, mình quê rồi. Bữa đó ai ngờ mình Sơn Ngố tưởng đâu Hiếu ấy đi về thiệt. Lù lù đó biết mình sao ma rồi. Vậy mà bó lù lù chỗ đó nó mưa lắc gắt rồi ban đêm ban hôm nó mà dám quay đầu lại ba nhắc ma mình chứ. Thường thường Hiếu ấy đâu có nhắc ma, tại đó giờ cái nhà coi cũng biết rồi, mình ngủ tới sáng luôn rồi chưa bao giờ nhắc ma. Bây giờ mình cũng ý y là bà Hiếu ấy bà không có quay lại bà nhắc ma mình đâu. Ngờ quá đó, bà vậy đúng là khinh địch là hử địch thiệt á. Là hai bữa đó mình kéo leo đi cho người cả nhà cũng biết rồi, ở đó mà ban đêm ban hôm thì chuyện gì đến thì nó cũng đến rồi. Không mà cái mền đó là nó hôi chứ không phải là không phải vậy đâu, cả nhà đừng nghĩ bậy vậy nha. Nghĩ gì chết chuyện ngon luôn rồi, dễ gì mình vậy, nhưng mà nó không biết làm sao nữa mà nó ướt vậy đó. Quê quá giờ rủ mình thôi mình không đi, mình rủ ra câu cá luôn. Rồi mình đang đi câu cá nè, rồi ba điện thoại nói sao rồi mấy bữa nay không xuống. Bây giờ mình chưa có gì mà để trả đũa lại hết trơn á, làm sao mà ngu ngoài cái câu chuyện này được cả nhà. Có cái gì không mình phải hút qua lại ông Khoan cho ba nhớ đời chứ. Bây giờ ba cho mình cứu quá trời hả hơi ba rồi, mà bây giờ ba rủ mình đi quay clip nữa chắc cái nhìn ba lụm mình nữa chứ dễ gì tha cho mình, đúng không cả nhà? Hiếu ế hay vậy chứ, tính khí như trai cả nhà biết rồi, ta chân ta mái như khỉ nó ngày hả la quát quát khỉ nó ngày hả la quát quát rồi. Bây giờ mình đi câu cá bây giờ có cái kế hoạch rồi. Bây giờ mình suy nghĩ ha. Bây giờ cũng vô đây thì cả nhà cũng biết rồi, ở đây trong vườn hay được rồi. Để bây giờ Sơn Ngố chuẩn bị đi, bữa nay mình sẽ cho Hiếu Quế một hàng, cả nhà nhìn một cái là đã mắt liền. Bữa nay là mà cả nhà coi là Sơn Ngố điều khiển Hiếu Quế nha. Mình sẽ dùng cái chiêu không biết nói làm sao nữa mà thôi cả nhà nha. Có gì cả nhà biết liền à. Bữa nay là bà Hiếu ấy lên bờ xuống gỗ lên Sơn Ngố liền. Không có chạy khó cái thằng này đâu em ơi. Thôi đi cả nhà, để mình chuẩn bị cái bãi vô cái tiêu luôn ạ. Nhà thấy Sơn Ngố chọn cái địa điểm câu cá lý tưởng không cả nhà? Đây là cây trên câu cái đầu mình dân cái giống đó là ấp sảy con bà bảy luôn.
cá bự lắm ơi nè, con cá này 2 kg. Trời ơi, nắng trời mưa luôn mà chưa thấy mà thiếu ấy ra nó cái nào ơi. Cái nào bởi quạch hả? Cái nào báo gà không? Báo gà không sao, mình câu cá ăn mình cũng không gì. Nhìn không ra luôn. Rồi xong hết đi quay clip hết bắt cá luôn. Vậy chắc tôi bắt luôn rồi. Vậy mà lỗi chứ lỡ hay lại cùi luôn cái giò luôn á chứ bắt cá lắm. Thì mẹ ta nằm giống đi. Bây giờ nhất. Thôi đau nằm giống đi. Thôi đau nằm giống đi. Nằm đây. Thôi nằm đi. Báo không? Bởi vậy mới đi câu cá luôn rồi sẵn kiếm cá con luôn. Bây giờ sao? Bây giờ sao đi bắt cá? Chàng cái này dắt nó mốt rồi tôi bắt luôn rồi đó. Ừ, nó mất đi rồi. Ông cá. Nằm giống đi. Giờ dính được nghe hoài. Bây giờ dính có 2-3 con nhiều không? Người ta cầu có cá chứ người ta cầu có những em đâu. Mới có mấy con. Giống đi. Này mát gì ta? Giò vậy đi đâu? Mẹ ơi, nó trước lên một cái nó dính miếng vải xíu nè. Ao giờ con mũi tưởng nào gõ vô cái giò đã của anh chắc không nhảy xong luôn á. Rồi bây giờ phải dứt ra luôn chứ bây giờ nó dính cái chút xíu da nè, nó đợi giống đi. Hồi nãy mới quên kêu ra đem nước ngọt uống, cái này nước lạnh luôn. Vậy thôi bây giờ cái giò anh đau vậy, bây giờ mình quay ẩm thực đi, đi chợ mua thịt hay gì đó về kho mới cút nè, hay sống cũng được, chơi cao đội xong được. Bán ngoài đó đâu mang ngán. Ngán cái gì trời ơi, của không ngán gì. Bây giờ này biết gì ảo lắm trời. Ai biết đâu ta. Thuốc bị ra tháng trời á. Uống thuốc nhiều. Ta phải bỏ bi để trà vô nên cho nó khô bằng cái sao. Nếu thì phải mua thuốc và... đi mua thuốc không đi mua thuốc liền. Thôi về mày nếu vậy là mua thuốc nhất á, thuốc mau mau lành nhất thương á, để thôi về mua cho đặng mà mau lành đặng đi bắt cá bắt thú rồi. Giống như cái giò thú em á hả, nhất không? Thì nó nhất đây đâu uống thuốc đâu, đây châu bò mà đâu đau đâu. Không mà hết rồi mà. Nó hết mà nó hết nó xuống nước nó vẫn bị lại à. Bớt chứ trời hết nó bị lợi.
Cái gì coi Dứt Trời 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 ơi. Cái này vậy? Nè. Thấy không? Em đi qua bả là dính liền á, giờ em đứng bên đây nha. Bên đây mới có nè. Nó dính, nó không dính. Quá trời cái gỗ nó đã luôn em ơi. Em. Cho. Mở cái
điện thoại rồi, điện thoại ba gửi yếu xìu nó không vô được. Sớm qua đặt đồ trên mạng á, giờ nó nói là hồi nó giao, nó điện Zalo. Giờ yếu xìu gì sao? Sao điện nó giao được? Gì điện thoại Zalo vậy? Là giao đồ á, mua đồ trên mạng á. Mắc mới vậy là mượn khẩu tôi chi? Cho anh mượn phát wifi rồi. Đi. Yếu thì trời đó, điện thoại dở mà nó yếu thôi chứ. Điện thoại em xịn mà. Wi-Fi vô có ngày có 5.000 nè, 3G đó, bây giờ nó yếu xìu, nó quay vòng rồi. Nó chụp hình đẹp chứ ha. Mày xin nhờ chụp mấy cái con súng mà nét lắm mày. Chụp hình đẹp quá em. Chụp hình đẹp quá mọi người. Mình này nét ghê chứ. Đấy. Cái gì? Chụp hình nét. Thì sao nói vậy? Chia sẻ quay quay thì chia đi. Rồi, rồi đó, chụp tấm hình thôi. Có gì đâu, góc chứ. Không gì đâu, tiền không ăn. Không, một khác đi. Vì nó lâu quá rồi nó bị lờn rồi đó. Mất một khác đi. Không hỏi đi. Cú. Ê em. Rớt cái bị hở rồi. Rớt cái bị hở rồi. Cái gì vậy? Rớt điện thoại. Điện thoại của ai? Điện thoại của em đó. Em mới chậm tụt cái rớt rồi. Ôi giời ơi. Làm thôi. Trời ơi, điện thoại tôi thúc lắm đây. Cái giò anh vậy sao lộn? Ôi trời. Ơi trời, cái giò anh vậy anh xuống nó cùi luôn quá, nó lẹ nè, lẹ đi. Bây giờ cái giò anh vậy là anh xuống anh nó lỡ luôn, nó cùi luôn. Ôi rồi sao ơi. Cái giò anh bị sức nóng đây nè, nó rất ở đây nè. Cơn bỏng của tôi tùm lum, cơn bỏng bao mấy cái cơn là trong đây không á. Tình chứ lỡ tay nó đời ai đưa trước, ngày mai ta rẽ ra sao. Đâu đâu mà xô anh chụp giò đó, anh xô đâu ơi. Ở đâu? Ừ ở đó đó. Trời ơi, lấy câu lên luôn. Đi đâu rồi? Mò em vòng nó thôi, có chuyện nó chùi xuống đó đó. Đâu, nhất ngay chỗ nào, ngay luôn vậy. Ừ, ngay đó đó. Trời ơi, tình chứ, cầm đến chụp hình con chuồn chuồn nè, nó vuột tay, nó rớt luôn, chứ anh có muốn đâu. Trời ơi. Trên bụng bao nhiêu cái cơn, tiền bạc tôi tùm lum ở trong đó chứ. Tình chứ. Tôi gì đâu trời. Mày đứng sang đây không? Ừ. Cái rớt ngay đó đó. Cái đây hả? Ừ. Cái rớt xuống khi nó trao đó, trao lui thì sao? Cái giò anh không đau là anh nhảy xuống rồi. Tại vì nó bị sức nóng nè, anh không dám nhảy xuống. Trời ơi, nó lạnh. Sao nước đây lạnh lờn hả? Chụp trong ao mà. Ôi trời. Biết sao giờ? Đây hả? Ừ. Trời ơi, đâu mất tiêu luôn rồi. Đây nè, nói trong này nè, không coi coi. Đây cũng thấy cái gì đâu mà ra nó nới. Rồi. Ôi sao vậy trời, ra lội xuống chưa? Chắc lại là lội đại xuống luôn quá nha. Trời ơi trời. Hả? Anh lội đại xuống nha. Cái giò nó cùi luôn rồi, chiếc này chắc khỏi đi chặt luôn quá, khỏi xài luôn quá. Nó mới bị luôn đó, nó mới bị sáng luôn chứ mà nó cô gáo mặt lạnh cũng mấy luôn. Trời rồi. Trời, cái dốc này nó trơn vậy nè, nó gì nè, nó chùi vậy, nó chùi ra tới đây luôn hả trời.
rồi. Đừng có chùi xuống đó luôn, nó đông lặng xuống rồi. Trời ơi, không lẽ nào đây là sự thật? Trời ơi trời, tình chứ. Nó mất tiêu luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Có mà em. Ôi trời ơi. Alo. Có không? Em hỏi nãy nói đi coi nó có gần bờ không? Gần gì? Đi dắt cái gì? Đi dắt đứng luôn hả? Đây nè, chỗ này nè, coi đừng có chạy ra đây nè. Chạy ra đây nè. Bảo không mà chạy. Ô, anh có tình đâu, sơ ý chứ gớt không à. Bảo vừa thôi. Lỡ gớt rồi chứ có muốn đâu. Mới mốt kêu ông Sơn Bảo à. Ê, thì thổi con ta à, tao cũng giật vàng à. Ôi, có ai muốn đâu trời. Lặn sâu sâu xuống coi, lỡ nó có trao gần gần nó không. Có không? Em trời xui dữ rồi. Ôi trời ơi. Alo. Nghe anh lội xuống anh ra mò với em ha. Được không? Lội thì từ nãy giờ tao lội rồi, giờ này lội làm con khỉ gì nữa. Tới sao vậy, để em mò mình vậy. Giờ không lội quá rồi làm gì. Mò mà dò gì rồi sao rồi. Giò này giờ nó xuống một cái nó giác cái đá trong quần luôn á, thiệt nó thức cái móng mà nó đâu có. Tòm quá. Tòm quá. Báo này nè. Báo vừa không? Nó lỡ tay gớt cho anh cũng không muốn đâu trời. Đậu mắt á. Đó này nè. Thì đó, cũng trợ nó mắt nó hư rồi. Sao gì rồi? Sầu thấy bà luôn á. Ờ vậy mới nói. Ở nó cạn cạn rồi không sao, nó sâu rồi. Đây không có rồi, ông nói vớt ở đâu á. Vớt này nè, vớt đây nó chùi đây, nè. Đây nó dốc, nó dốc giống như cái dốc vậy nè. Đây nè, ngay đây nè. Ra đây rồi. Mọi coi. Có chưa? Ừ có rồi đó. Rồi. Thấy là em giỏi ha. Thấy là em giỏi ha. Cái giống cừ á. Cái gì? Giờ nó bắt thở rồi tôi mò làm gì ông cừ. Em giỏi vậy anh khen chứ sao kìa. Ôi ra giỏi anh ơi. Thôi hỏi rớt vậy mò không được nữa. Rớt kìa mò không được nữa trời hay vậy chứ. Tôi mò với con chuột lâu con cừ nữa. Thì em giỏi anh, em giỏi đó chứ em đòi gì nữa giờ thôi. Trời ơi. Sao điện thoại kỳ vậy? Trời ơi. Không lẽ nào đây là sự thật? Hay là mà mình đứt tùm lum hết trơn hả? Ấy. Ủa. Có khi nào có thằng câu cá nào nó lớn không? Thôi vô anh luôn rồi. Thôi vô anh luôn rồi. Vậy? Nước vậy là điện thoại tôi chưa có mà hả? Ao 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 ao. Ủa mà đâu trùng hợp vậy, gì giờ thì thằng câu cá. Chết nữa. Ờ điện thoại của anh. Đi vậy. Đi vậy. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Ờ điện thoại của anh, trời ơi rất lộn trời. Sao có điện thoại của anh? Nó vậy làm sao? Ủa? À, điện thoại em đây nè.
Trời ơi, không lẽ nào đây là sự thật? Cái gì vậy? Ủa, điện thoại này sao? Cậu đi mất cái chân điện thoại này, là điện thoại vậy? Ừ, anh tính đem đi sửa mà. Ủa sao nãy anh... Hết lạ. Anh đâu biết đâu ta. Hết lạ làm gì mà giờ kêu tôi bò. Anh... Ôi rồi. Anh có mấy đâu rồi, đâu rồi. Đâu mà đâu.